Hôm nay là ngày 9 tháng 3 thì những cái chiếc bếp nhà em đã được đặt đơn trong sáng nay đã đóng đi rồi ạ. Các bác yên tâm nhé, hàng những mà ai mà đã đặt đơn ở kho nhà em thì bếp ga, xe đạp, đồ gia dụng Nhật bãi thì hàng nhà em đang đóng đi rồi. Bác nào mà có nhu cầu muốn mua những cái đồ gia dụng, bếp ga Nhật bãi, máy rửa bát, xe đạp thì các bác liên hệ với em nhé. Hôm nay thì nhà em cũng về thêm rất là nhiều hàng để phục vụ cho cô chú anh chị. Thì em lên sóng giới thiệu đến cô chú anh chị một số mẫu bếp ga đang có tại tổng kho bên em. Đầu tiên là chiếc Osaka Ga. Đã là D1. Chiếc D1 này thì là mặt kính ánh kim tuyến các bác nhé. Mặt kính ánh kim tuyến rất là đẹp. Bo chi viền của nó thì sẽ là bằng hợp kim nhôm, còn vuông thành sát cạnh còn đẹp ạ. Chia liệu của nó đang còn vuông thành sát cạnh nhé. Bo viền của nó thì sẽ là bằng inox 304. Đây, chiếc bo viền bằng inox 304. Kiềng của nó thì là bằng hợp kim thép chắc chắn, chịu được trọng lượng lên đến 30 cân. Bếp thì sẽ có tâm cảm biến chạm đáy nồi. Đây, tâm cảm biến chạm đáy nồi đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ vùng lửa. Và 250 độ C thì sẽ tự động tắt lửa khóa ga. Có kim đánh lửa, thủy ngân chống trào. Rất là tiện lợi, khi mà nước trào ra thì bếp sẽ tự động tắt lửa nhờ cái cảm biến thủy ngân này. Các cái tính năng của bếp Nhật đấy là mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Nước trào tắt lửa khóa ga, gió thổi tắt lửa cũng sẽ khóa ga. Nước cạn nồi, các bác kho cá kho thịt mà quên không tắt lửa thì bếp cũng sẽ tự động nhỏ vùng lửa. Không lo cháy nồi, không lo cháy thức ăn ở bên trong. Thì cái đầu tiên, cái chiếc Osaka Ga này là một cái chiếc bếp mặt kính thẳng full inox và có các cái tính năng. Bếp bên trái thì sẽ cài đặt được nhiệt độ chân rán từ 160 lên đến 200, tự động nấu nước 5 phút, phím 3S nấu lửa liên tục. Mình sử dụng phím đề là công tắc bật bếp như thế này ạ. Mình điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái của bếp. Vì là bếp sử dụng IC để đánh lửa nên là cần một đôi pin đại như thế này để làm nguồn. Thì cái đôi pin này các bác có mua ở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện dân dụng sẽ có ạ. Bếp bên phải thì sẽ có tự động nấu cơm, tự động nấu cháo và đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu. Hẹn tối đa được là 90 phút và tối thiểu là 1 phút ạ. Đây, 1 phút và tối đa là 90 phút. Hẹn giờ được cả bếp nướng các bác nhé. Một chiếc bếp nướng nữa. Lò nướng đây ạ. Đây, lò nướng của bếp đây nhé. Một chiếc bếp mặt kính thẳng đến từ nhà Osaka. Rất là đẹp, chiếc D1. Chiếc bếp D1 có độ bền cao, thành vách bên trái và thành vách bên phải. Em quay cận cảnh này các bác xem nhé. Chiếc bếp D1 này thì em bán với giá 3,4 triệu đồng bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng, tư vấn trọn đời bếp và đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng. Những cái chiếc bếp như thế này thì ngọn lửa lên rất là xanh, ngọn lửa xanh, chân nó rất là xanh, không thấy ngọn đúng không ạ? Ánh sáng nhà em ở trong phòng thì nó khá cao nên là các bác không có thể thấy được cái ngọn lửa lên nó như thế nào. Nhưng mà các bác nhìn thấy cái ngọn lửa chân của nó cực kỳ xanh như những cái giọt nước ấy ạ. Nước lửa xanh thì tiết kiệm ga, lửa xanh chứng tỏ là nhiên liệu ga đã được đốt cháy hoàn toàn, không có lò đen đít nồi. Một năm nhà mình sử dụng 5 bình ga thì những cái dòng bếp Nhật như thế này thì mình chỉ sử dụng 4 bình ga thôi đúng không ạ? Tiết kiệm cho chúng ta một số tiền không lớn nhưng mà cũng không hề nhỏ. Tiếp tục là chiếc bếp D2 đến từ nhà Osaka Ga. Hôm nay thì em có duyên với dòng Osaka Ga nên là em bốc hàng ra lại bốc toàn Osaka Ga các bác ạ. Mặt kính các bác nhé, mặt kính ánh kim tuyến cũng rất là đẹp. Chiếc bếp này thì có bo viền bằng hợp kim đồng. Đây, phía trên của nó thì sẽ có một cái phần tấm chắn thép. Đây, tấm chắn thép, tấm chắn dầu mỡ có tâm cảm biến chạm đáy nồi. Kiềng của nó cũng là kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn ạ. Mặt kính các bác nhé, mặt kính rất là đẹp. Chiếc bếp Osaka Ga bên trái thì sẽ cài đặt được nhiệt độ chân rán từ 140 lên đến 200, tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, tự động nấu nước. Đồng hồ hẹn giờ của bếp bên trái và bếp bên phải hẹn giờ được cả lò nướng. Cái chiếc này thì mình có thể hẹn được cả hai bếp nấu và một bếp nướng, phím 3S nấu lửa liên tục ạ. Đây, khay nướng, lò nướng các bác nhé. Đây, khay nướng bằng inox còn đẹp còn sáng, nội thất lò nướng ok ạ. Bên dưới mỗi cái công tắc phím đề như thế này thì sẽ có một cái khóa trẻ em ở dưới này, mình không dùng thì mình gạt sang thì sẽ không nhấn được. Một chiếc Osaka Ga màu ghi sáng rất là đẹp. Chiếc bếp này thì em bán với giá 3,8 triệu đồng bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và cũng tư vấn trọn đời bếp luôn. Lò nướng trước này là 2 tầng lửa nhé. Đây. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 thì nhà em cũng có rất là nhiều hàng về.
Các bác nào mà đang có nhu cầu mua bếp ga thì các bác liên hệ với em ạ. Chiếc D3 đến từ nhà Zinai, thương hiệu Zinai, mặt men phần phía trên màu đen các bác nhá. Màu đen thì mặt men thì dễ vệ sinh, dễ lau chùi, không có bị oxy hóa theo thời gian. Và những cái vết bẩn ở trên cái mặt này thì lau đi nhanh chóng, dễ dàng hơn. Bo trơ lửa của nó thì bằng hợp kim nhôm nguyên khối nhá. Nhà em thì có làm thêm một cái phần tấm chắn thép bằng inox như thế này rồi, phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía trên. Chiếc bếp này là sử dụng công tắc núm vặn như thế này, là công tắc bật bếp. Khay chứa pin cũng nằm ở bên góc trái ạ. Lò nướng trước này còn sáng còn đẹp nhá. Đây, lò nướng còn sáng còn đẹp ạ. Phần dưới của nó thì sẽ là màu nâu cà phê ạ, không phải là màu đen đâu, màu nâu cà phê nhá. Đây, biểu tượng hình con cá, đây là túc năng của lò nướng ạ. Đây, em quay cận cảnh thành góc bên trái, thành góc bên phải để các bác xem này. Chưa bị bóp méo, cũng chưa bị hoen dỉ. Mặt men, một dòng cơ bản. Những cái chiếc Zinai như thế này thì được mệnh danh là dòng nồi đồng cối đá siêu bền, dòng cơ bản có độ bền cao. Bác nào mà ưng chiếc bếp này thì chốt cho em D3 2,1 triệu đồng, bao ship miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nhà em hôm nay mùng 9 tháng 3 thì về rất là nhiều hàng, nên là bác nào mà có nhu cầu muốn mua bếp ga Nhật bãi, hàng đã qua sử dụng và cần tư vấn thêm những cái điều gì thì các bác liên hệ với em. Em sẽ chọn cho bác những cái chiếc bếp phù hợp với nhu cầu sử dụng, với chi phí của gia đình và tiện lợi khi mà nấu nướng sinh hoạt hàng ngày ạ. Em xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau ạ.